Mấy người nói tôi có tội đúng không? Mấy người nói tôi giết người, đâm xe chết người. Vậy bằng chứng? Bằng chứng đâu? Chúng tôi nếu không có đủ bằng chứng thì không bao giờ đột nhiên triệu tập anh tới đây cả. Các người, các người đang lừa gạt tôi. Các người, tôi sẽ đưa tất cả các người vào tù hết. Còn mày, tên này đã chết rồi mà. Anh ấy đã phối hợp với chúng tôi ngụy tạo ra một phong giả do chính trinh sát giả dạng. Đó mới là người bị anh thuê người truy sát. Cứ chờ đợi vậy hoài không phải là cách. Anh Phong, anh Phong, em có quà cho anh nè. Điện thoại nè. Em tìm đâu ra được cái điện thoại vậy? Em lặn lội ra ngoài thị xã, có tiệm điện thoại nhỏ, em mua cho anh đó. Nhóm giang hồ của tên Thanh thuê hôm bữa đó, bữa nay nó biết anh còn sống nên cho canh vòng ngoài, bây giờ lùng sục anh sâu hơn nữa đó. Em phải mất cả buổi mới ra được chợ đó anh. Cảm ơn mày đã liều mạng vì anh. Có gì đâu mà cảm ơn. Thôi bây giờ á, anh gọi điện đi. Nhưng mà bây giờ anh không nhớ số của Hằng hay là số của Trung. Vậy anh có biết tên của công ty anh Trung làm không? Hình như là công ty K và T thì phải. Vậy thì được rồi. Anh lên mạng á, gõ tên công ty thì anh sẽ gặp được số điện thoại của công ty, thì anh sẽ điện được cho anh Trung. Phải hết sức cẩn thận trong nhiệm vụ lần này. Nhớ phải làm sao để mọi thứ diễn ra y như thật. Chúng tôi sẽ có mặt kịp thời để hỗ trợ. Dạ rõ. Dạ. Các đồng chí phải bám sát hiện trường. Khi thấy trinh sát đóng giả Phong vừa ngã xuống thì chúng ta ập vô, tuyệt đối không để bọn chúng thấy mặt, rõ chưa? Rõ. Anh Phong. Dạ. Chúng tôi cần anh phối hợp ở bệnh viện trong phi vụ này. Tôi biết phải làm gì mà. Các anh hãy tin tưởng ở tôi. Anh Trung à, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Đó cũng là chuyện mà tôi muốn làm mà. Lần này nguy hiểm, anh em nhớ cẩn thận. Anh Phong, cho tôi mượn cái áo. Nè. Đồng chí, phải hết sức cẩn thận. Dạ. Sao không? Sau đó, băng nhóm của tên Đài Bàng cầm đầu, chuyên nhận việc đâm thuê, chém mướn, đã bị công an triệt phá. Hiện tại tất cả bọn chúng đang bị bắt giam và đã khai ra anh thuê bọn chúng làm tất cả mọi việc. Mấy người nói lâu. Tên này, mày đã chết rồi. Chính người của tôi đã thông báo cho tôi biết. Người của tôi thấy anh ta được đưa vào nhà xác rồi mà. Nếu không vì mọi người bày mưu tính kế, chắc chắn sẽ không lừa được anh đâu. Đúng vậy, người được đẩy vô bệnh viện chính là tôi. Và tôi cũng biết được chính anh đã cài cấm người trong đó để xem tôi có chết hay chưa. Nếu như tôi không chết thì người của anh cũng giết tôi đúng không? Nhưng mà xin chia buồn cùng anh, số của tôi mạng lớn lắm. Ừ.
Thằng Phong được đưa vô phòng cấp cứu rồi, có vẻ hơn. Tôi biết rồi. Hiện tại tên Thanh đã cho người theo dõi sát sao bệnh viện, chờ sơ hở là ra tay sát hại Phong. Vậy thì nhờ anh biến ước muốn của hắn thành hiện thực. À, còn chuyện của anh và Hằng sao rồi? Lúc đầu khi mà tôi chưa gặp Hằng để báo tin thì cô ấy thực sự suy sụp và hoang mang lắm. Vụ án sắp tới thời điểm kết thúc rồi, anh ráng chờ đợi thêm chút nha. Tôi biết rồi. Hoa hồng cho sớm mai, 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.